Xin chào quý anh chị nhà đầu tư của kênh Radio Chứng khoán và kênh đầu tư NK. Tôi tên là Hưng, tôi đến từ đầu tư NK. Và tôi là Trần Quang Vinh, đến từ Radio Chứng khoán. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau. Qua quá trình trao đổi giữa hai anh em, giữa đầu tư NK cũng như là Radio Chứng khoán thì chúng tôi đã cùng nhau đưa ra một ý tưởng và cùng nhau quyết định rằng là sẽ có những video chúng tôi sẽ cùng chia sẻ những cái quan điểm, những cái nhận định về các chủ đề, các khía cạnh của thị trường chứng khoán cũng như các cổ phiếu ở trên thị trường. Và nếu như quý vị quan tâm đến cổ phiếu nào hay là quý vị quan tâm đến thị trường chứng khoán thì hãy để lại những câu hỏi của mình ở dưới phần comment của các video. Chúng tôi sẽ lựa chọn ra các chủ đề, những câu hỏi hay để chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ và giải đáp trong các video tới, bắt đầu kể từ video này. Và có lẽ để bắt đầu đầu tiên cho video đầu tiên giữa Radio Chứng khoán và đầu tư NK thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng nhau chia sẻ về một chủ đề có lẽ là đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý nhà đầu tư, đúng không anh Vinh? Đó là chủ đề đầu tư gì năm 2022. Một chủ đề rất là nóng và chúng ta đã chuẩn bị bước qua năm 2021, một năm rất là thuận lợi của chứng khoán rồi, đúng không ạ? Thế thì đầu tư gì năm 2022, có lẽ là chúng ta sẽ đi từ vĩ mô, đi từ nền kinh tế, đi từ thị trường chứng khoán. Thì theo quan điểm của Radio Chứng khoán và theo quan điểm của cá nhân anh Vinh thì năm tới vĩ mô chúng ta sẽ có những điểm nhấn gì, và theo anh Vinh thì thị trường chứng khoán năm tới có nên đầu tư hay không ạ? Rồi, cảm ơn Hưng. Xin chào các bạn. Và dưới góc nhìn của tôi về thị trường chứng khoán năm 2022 thì tôi cũng xin chia sẻ với các bạn là tôi quan tâm đến mấy yếu tố. Những cái yếu tố đầu tiên mà tôi cho rằng là nó tác động cực kỳ mạnh mẽ đến thị trường chứng khoán, và nó cũng đã tạo ra một cái đà thăng hoa cho thị trường chứng khoán trong năm 2021 vừa qua. Đó là chính sách tiền tệ. Thì như các bạn đã biết là chính sách tiền tệ của chúng ta trong năm 2021 thì Ngân hàng Nhà nước đã duy trì một chính sách tiền tệ là nới lỏng, và điều đó đã giúp cho dòng tiền vào thị trường chứng khoán rất là mạnh mẽ. Việc là liên tục duy trì một cái mức độ lãi suất rất thấp, nó đã giúp cho nó đã khiến cho những nhà đầu tư hay những người có tiền nhàn rỗi là phải đi tìm một cái kênh đầu tư nào đó. Và với một cách nhanh nhất thì có lẽ thị trường chứng khoán nó đã là một cái kênh mà thu hút được cái dòng tiền ngay từ đầu năm, nó sớm hơn cả bất động sản, một cái kênh đầu tư tương đối truyền thống trong những năm về trước. Thế thì với một cái bối cảnh như vậy thì chúng ta cần phải xem xét là những yếu tố gì có thể tác động đến chính sách tiền tệ trong năm 2022. Thực ra thì với tôi thì tôi cho rằng là cái việc mà dự đoán chính sách của vĩ mô của nhà nước là rất là khó, đúng không ạ? Tại vì là bản thân là các vị lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ đưa ra những cái gọi là quyết sách của mình dựa trên các yếu tố mang tính thị trường ở từng thời điểm. Tuy vậy thì những gì mà tôi đang biết thì theo như tôi biết thì tôi vẫn đang thấy là cái khả năng mà Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới, và tôi tin rằng là dòng tiền thì vẫn còn ở lại với thị trường chứng khoán ít nhất là trong vòng 6 tháng nữa. Và chúng ta cần phải có cái sự đánh giá liên tục và quan sát rất kỹ lưỡng những cái biến động về chính sách tiền tệ trong thời gian tới để đưa ra các quyết định về việc đầu tư chứng khoán hay đầu tư vào các kênh đầu tư khác. Thế thì cái yếu tố thứ hai và vĩ mô thứ hai mà tôi đánh giá là nó cũng sẽ tác động đến những cái tâm lý của thị trường hay là tác động đến những hoạt động kinh doanh bình thường khác. Đấy là một cái yếu tố mà có vẻ như là chúng ta đã miễn nhiễm, tưởng chừng như chúng ta đã miễn nhiễm, nhưng rõ ràng là những cái biến động của cái chủng Covid mới nó đang tác động đến mạnh mẽ đến các nước, và thậm chí là đã có nhiều quốc gia phải tiếp tục là có những biện pháp để hạn chế đi lại cũng như hạn chế sự lây lan của biến chủng này. Thì thực ra thì tôi cũng không phải nhà dịch tễ học, thế nên tôi cũng không thể dự đoán được. Tuy vậy thì đây là những cái yếu tố mà chúng ta cần phải hết sức quan tâm và tìm xem là nó có tác động đến thị trường chứng khoán như thế nào trong thời gian tới. Và đây là hai yếu tố mà tôi thấy là hàng đầu cần phải quan tâm về mặt vĩ mô với thị trường chứng khoán trong năm 2022. Vâng, xin mời bạn Hưng. Cảm ơn chia sẻ của anh Vinh. Em cũng rất là đồng tình với quan điểm của anh Vinh là 2022 thì chúng ta sẽ có hai yếu tố mà cần phải theo dõi. Thứ nhất là yếu tố liên quan đến chính sách tiền tệ, chính sách tài khoá của nền kinh tế, đúng không ạ? Thì quan điểm của em về cái yếu tố này thì em nghĩ rằng là sau một cái giai đoạn gần 2 năm vừa qua bơm tiền rất là mạnh, lãi suất rất là thấp, thì nó xảy ra cái tình trạng là lạm phát.
Lạm phát ở Mỹ này, ở Nhật Bản này, ở các quốc gia châu Âu hiện tại đang ở đỉnh từ 30 cho đến 40 năm, tức là cái mức lạm phát của nó rất là cao. Lạm phát đơn giản là hàng hóa của chúng ta gia tăng, đúng không ạ? Tăng giá rất là mạnh các giá cả hàng hóa, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và bắt buộc là chính phủ các nước là phải có sự can thiệp để kiểm soát cái lạm phát đó, nếu không nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề đến nền kinh tế, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là Fed, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, là cái đơn vị phát ra những tiếng súng đầu tiên liên quan đến cái chính sách về tiền tệ. Thì qua cuộc họp của Fed cuối năm 2021 thì chúng ta cũng thấy rằng là Fed cũng đưa ra những cảnh báo về lạm phát này. Họ cũng bắt đầu hạn chế bơm tiền này, đẩy nhanh các cái chương trình về thắt chặt lại bơm tiền ra nền kinh tế, ví dụ như tăng lãi suất chẳng hạn. Thì tuy nhiên thì đến với cái yếu tố thứ hai thì em cũng thấy rằng là dịch bệnh hiện tại nó đang phức tạp quá, rất nhiều biến chủng, đúng không ạ? Omicron rồi Delta, và có thể có rất nhiều biến chủng nữa có thể xảy ra trong tương lai. Đương nhiên chúng ta không đoán được câu chuyện đó, nhưng mà với cái tình hình hiện tại thì thấy rằng là nó đang ảnh hưởng đến nền kinh tế, thì cái có thể nó sẽ tác động đến câu chuyện là thắt chặt các chính sách bơm tiền nó sẽ chậm hơn, nó sẽ chậm hơn. Và 2022 thì em nghĩ là sẽ thắt chặt chính sách, chúng ta đầu tư nó sẽ khó khăn hơn năm 2021. Tuy nhiên thì thắt chặt ở đây thì tùy vào mức độ của Covid, em nghĩ là nó sẽ tác động một cách không quá mạnh, nhưng nó sẽ từ từ, đúng không ạ? Nó sẽ dần dần khó khăn hơn. Lạm phát, yếu tố thứ hai là yếu tố dịch bệnh như anh nói. Thế nhưng mà em thì em đầu tư lúc nào cũng có niềm tin lạc quan là con người của chúng ta sẽ kiểm soát được dịch bệnh, đúng không ạ? Dịch bệnh sẽ đi qua. 2022 em nghĩ là nó sẽ là một cái năm mà chúng ta sẽ làm tiền đề để đẩy lùi Covid-19. Không thể nào mà chúng ta sống mãi với Covid được. Đối với em thì em luôn luôn nói với các anh chị nhà đầu tư cũng như là bản thân em luôn luôn mong muốn, luôn luôn hy vọng rằng là dịch bệnh sẽ sớm qua đi. Thì em nghĩ là 2022 tóm lại đối với em nó sẽ có hai cụm từ. Một là lạm phát, phải kiểm soát lạm phát, đúng không ạ? Đầu tư nó sẽ khó khăn hơn. Và hai là dịch bệnh, đúng không ạ? Và em, với em thì em niềm tin rằng là dịch bệnh nó sẽ đi qua và chúng ta sẽ phục hồi trở lại các hoạt động về kinh tế. Ok, về vĩ mô thì anh em mình đồng ý với quan điểm với nhau về câu chuyện chính sách tiền tệ và dịch bệnh, đúng không ạ? Thế thì từ cái quan điểm đấy thì theo anh Vinh, 2022 chúng ta nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu của nhóm ngành nào? Và anh có thể liệt kê một vài cổ phiếu trong nhóm ngành đấy theo quan điểm của anh là có thể đầu tư được, đúng không ạ? Cái này chắc là các anh chị nhà đầu tư rất là quan tâm. Đúng rồi, khách hàng của anh thì cũng như vậy. Tức là khách hàng của anh thì thực ra thì những cái câu chuyện vĩ mô thì chúng ta là những người tư vấn, là những người phân tích, thì chúng ta sẽ cố gắng để tìm đến những câu chuyện hay những cái dự đoán về việc là sẽ tác động đến ngành nào hay tác động đến thị trường như thế nào, đúng không? Còn hầu hết khách hàng của chúng ta, những người mà đang đầu tư chứng khoán thì đều mong muốn là chỉ cho các anh chị ấy những cái mã này mã kia, đúng không? Mã nuôi con gì, trồng cây gì. Thì rõ ràng rồi, thì với những cái ngành thì theo anh thì có, tất nhiên có rất nhiều các ngành khác nhau. Thế nhưng mà những câu chuyện dâm gian ở trên thị trường chứng khoán thì nó sẽ có mấy ngành chính, và anh sẽ điểm qua một chút về từng ngành dưới góc nhìn của anh. Có thể đúng, có thể sai, và quan trọng nhất là chúng ta làm sao là hoặc hành động hay là đưa ra những cái quyết định để các cái những cái đầu tư của chúng ta là mang lại sinh lời tối ưu cho cái đặc điểm về khẩu vị rủi ro của chúng ta. Thế thì đầu tiên là về cái nhóm ngành bất động sản đi. Thì cá nhân anh thì anh nghĩ rằng là đầu tiên là phải chúc mừng những nhà đầu tư đang sở hữu bất động sản, cổ phiếu bất động sản, bởi vì là có lẽ tăng là rất họ, tốt, đúng không anh? Đúng rồi, họ đang có phần đông là các anh chị đó đang có những cái lợi nhuận hay là đang ở trạng thái rất tốt. Thì đầu tiên là xin chúc mừng các anh chị nhà đầu tư. Mặc dù vậy thì tôi cũng anh cũng đang có một cái quan điểm là thực ra thì với một góc nhìn của một nhà đầu tư lâu năm và thận trọng thì có lẽ là với anh thì anh cũng hiện nay là anh cũng không tìm được thực sự một cái cổ phiếu để mình cảm thấy là mình mua một cách nó thực sự rẻ, gọi là thực sự rẻ và có cái triển vọng lâu dài trong ngành bất động sản. Chỉ có duy nhất một cổ phiếu mà mình cảm thấy là mình có thể an tâm đầu tư vào, đó là Vinhome. Tuy vậy thì chắc chắn Vinhome nó sẽ không thể nào giống như những cái cổ phiếu bất động sản khác, tại vì là quy mô của họ quá lớn. Họ làm thì mình khi mình nhìn vào những dự án của họ hay là nhìn vào các sản phẩm của họ thì rõ ràng mình thực sự là mình ngưỡng mộ một doanh nghiệp như vậy. Tuy nhiên là dưới góc độ là đi đầu tư chứng khoán để mà kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch giá cổ phiếu chẳng hạn, thì việc mà giá cổ phiếu Vinhome nó sẽ tăng mạnh thì anh cho rằng là nó sẽ khó. Tuy vậy
thì nó cũng sẽ là một cái cơ hội có thể mang lại cho nhà đầu tư trong những năm tới, dựa trên việc là triển khai những cái dự án rất lớn trong năm 2022 và các năm về sau, cũng như là việc là Vinhome họ đang có những cái sản phẩm trong ba cái dự án như là Vinhome Smart City, Vinhome Ocean Park và Vinhome Grand Park, là những cái dự án mà đang có cái sản phẩm bán ra với một lượng rất là lớn từ năm 2020 cho đến sang cả sang năm nữa, thì anh tin rằng là cái doanh thu và lợi nhuận của Vinhome họ sẽ tương đối tốt trong năm 2022 đó. Nhóm ngành Tiếp đầu tiên theo anh nữa lựa chọn là nhóm ngành bất động sản, và cổ phiếu anh lựa chọn trong ngành bất động sản là cổ phiếu Vinhome, đúng không chính ạ? xác Ok, chính thế ngành thứ hai anh Vinh lựa chọn là ngành nào ạ? Và cổ phiếu xác là cổ phiếu gì? ngành thứ hai mà anh muốn nói đến, thì nhưng mà không phải là lựa chọn của anh ở thời điểm hiện tại. Ngành thứ hai mà anh muốn nói đến đó là ngành chứng khoán. Thì rõ ràng là với một cái dịch Covid thì có lẽ là các ngành khác không biết thế nào, nhưng mà ngành chứng khoán hay các công ty trong ngành chứng khoán là những doanh nghiệp hưởng lợi nhiều nhất, đúng không ạ? Như là những doanh nghiệp mà như đầu ngành như là SSI, VnDirect, Hồ Chí Minh, FPTS đều là những doanh nghiệp mà có doanh thu và lợi nhuận tăng rất là đột biến, và giá cổ phiếu cũng vậy, cũng mang đến những cái mức giá mà mang lại cho những nhà đầu tư lâu dài vào những cổ phiếu này những khoản lợi nhuận rất lớn đó. Thế thì tuy nhiên là phải xét thêm một cái quan điểm là ở thời điểm hiện tại thì cái quy mô thị trường nó đã rất lớn và nó cũng đã được sự hậu thuẫn của chính sách tiền tệ nới lỏng, và nhà đầu tư đang rót tiền vào thị trường chứng khoán rất nhiều. Cho nên là đánh giá của cá nhân anh thì anh nghĩ rằng để mà mua các cổ phiếu trong ngành chứng khoán dưới mục đích là đầu tư chung và dài hạn thì gần như bây giờ không, chúng ta không còn cơ hội nữa. Có chăng là chúng ta sẽ tìm đến các doanh nghiệp hay các cái công ty chứng khoán mà chúng ta có thể tìm thấy là họ đang chốt lời những cái danh mục đầu tư tốt. Tất nhiên là ở đây chúng ta cũng phải là những cái người thạo tin, đúng không ạ? Khi mà chúng ta biết rằng là đầu tiên chúng ta xem xét trong cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp và để xem là họ đang sở hữu cổ phiếu nào Danh mục và tự doanh đúng không anh? Danh mục chính tự xác, doanh đúng không ạ? chính xác, Rồi. và họ có thực hiện hóa cái lợi nhuận của các danh mục đó hay không đó, thì chúng ta mới có thể là tìm ra từng 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 cổ phiếu một đó. Có lẽ là xin Hưng xin mời Hưng tiếp tục với hai ngành đầu tiên của Hưng để chúng ta có thể là cùng nhau là trao đổi, hay là có thể là góc nhìn của Hưng với hai cái ngành vừa rồi thì sao? Đối với ngành chứng khoán thì tức là anh Vinh sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu mà họ có cái danh mục tự doanh tốt, đúng không ạ? Họ đầu tư tốt và họ chốt lời dưới xu hướng tăng chung của thị trường bây giờ. Thế Đúng rồi. thì anh có thể đưa ra cho anh chị nhà đầu tư xem là lựa chọn trong ngành chứng khoán chúng ta có thể lựa chọn cổ phiếu nào không ạ? Cụ thể một hai cổ phiếu được không ạ? Theo quan điểm của anh Vinh. Thực ra thì đấy, như ngay phần đầu của cái phần chia sẻ về ngành chứng khoán thì ở thời điểm này thì quả thực là anh không tìm được một mã nào để gọi là đưa vào cái danh mục đầu tư chung và dài hạn, mà có chăng đấy đã nói là có chăng là nó sẽ là một cái cổ phiếu có thể lướt sóng ngắn hạn khi mà chúng ta biết được là hành động của các doanh nghiệp hay các công ty chứng khoán đó họ họ thực hiện hóa cái phần lợi nhuận với những một danh mục cổ phiếu nào họ đã đầu tư. Anh bật mí được không ạ? Một cổ phiếu thôi ạ. Một cổ phiếu cho anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo đối với ngành chứng khoán, một ngành cũng rất là hot. Nếu như là bảo là đưa ra một cổ phiếu duy nhất cho một trong ngành chứng khoán thì anh cho rằng là thời điểm này có lẽ là anh sẽ quan tâm một chút đến cổ phiếu VDS của chứng khoán Rồng Việt. Thì công ty này thì không nằm trong top 10 các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất. Tuy nhiên là họ cho thấy là cái hoạt động kinh doanh của họ có ba cái trụ tương đối tốt, bao gồm là sự phát triển về mảng môi giới. Tất nhiên là sự phát triển này nó do cái quy mô của thị trường nó nở lên. Cái thứ Phát triển hai nữa là chung. đúng rồi, quy mô về cho vay ký quỹ cũng tương đối tốt và cũng tăng theo quy mô chung của thị trường. Và cái thứ ba là danh mục tự doanh của họ thì đến cuối quý 3 thì anh đánh giá là họ cũng tập trung vào những cổ phiếu blue chip. Mặc dù là trong những cái danh mục đó thì cái quý 4 thì nó không có sự nổi bật, thế nhưng mà ít nhất là cái sự thăng hoa của thị trường chứng khoán về mặt giá trị giao dịch thì nó chắc chắn nó sẽ giúp cho VDS có nguồn thu tốt từ hai mảng chính ở phía trên. Cảm ơn anh Vinh. Như vậy là anh đưa ra ngành bất động sản với cổ phiếu Vinhome và ngành chứng khoán với cổ phiếu VDS, đúng không Đúng rồi. ạ? Em sẽ chia sẻ góc nhìn của em đối với thị trường 2022, một thị trường khá là khó để đầu tư. Thế thì đối với quan điểm của em thì đầu tiên em sẽ lựa chọn nhóm ngành phục hồi khi mà dịch bệnh được kiểm soát.
Bởi vì như em nói lúc nãy là 2022 theo quan điểm của em có một cụm từ, đó là cụm từ phục hồi. Em tin rằng là chúng ta sẽ vượt qua Covid-19, chúng ta sẽ đẩy lùi Covid-19. Và khi đó thì những cái ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid sẽ quay trở lại. Và thậm chí là có một cái sự tăng trưởng rất là tốt với cái nền mà họ đang làm ăn rất là kém trong Covid, đúng không ạ? Họ sẽ tăng trưởng trở lại, phục hồi trở lại. Thế thì trong những cái nhóm ngành đó thì em lựa chọn hai ngành, đó là ngành bán lẻ. Ngành bán lẻ rõ ràng là 2 năm vừa rồi là có những thời gian giãn cách, rồi có những thời gian đóng cửa, rồi hạn chế đi lại, hạn chế rất là nhiều, và đây là ngành ảnh hưởng trực tiếp. Thì trong ngành bán lẻ thì em nghĩ rằng đó là cổ phiếu PNG của vàng bạc đá quý Phú Nhuận theo quan điểm cá nhân của em. Thứ nhất là câu chuyện phục hồi thì như em vừa nói, đúng không ạ? 2022 sẽ là cái điểm tựa để họ phục hồi lợi nhuận. Thứ hai đó là Việt Nam của chúng ta hiện tại, nếu như chúng ta để ý thấy rằng thì càng ngày đang càng có nhiều người giàu hơn. Tầng lớp trung lưu đang càng ngày càng gia tăng. Và theo nghiên cứu thì Việt Nam của chúng ta là quốc gia có cái tỷ lệ gia tăng người trung lưu trong tầng lớp trung lưu, tức là tầng lớp những người có tiền, là nhanh nhất Đông Nam Á. Cùng với đó là trong 2 năm qua, nếu như chúng ta tiếp tục để ý thấy là Covid nó ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, ảnh hưởng đến nền kinh tế, nhưng những người giàu, những người biết đầu tư, tầng lớp trung lưu, tầng lớp kiếm được tiền của xã hội lại càng giàu lên trong 2 năm qua. Tức là cái chênh lệch giàu nghèo chúng ta nhìn thấy rất rõ, đúng không ạ? Bởi vì các lớp tài sản đầu tư nó vẫn tăng. Ví dụ các tỷ phú trên thế giới năm 2 năm vừa rồi là tăng rất là mạnh tài sản, đúng không ạ? Và đối với Việt Nam của chúng ta thì bản thân anh em mình làm đầu tư, anh em mình cũng thấy là xung quanh mình là những người làm đầu tư là đều là trong năm vừa rồi là tăng tài sản rất tốt. Thế thì khi mà những người có tiền, tầng lớp có tiền nó gia tăng như vậy thì cái nhu cầu về trang sức, nhu cầu về bán lẻ trang sức nó sẽ gia tăng. Em nghĩ là như vậy, đó là một cái điểm mà em nhìn thấy. Bản thân em thế thôi, xung quanh em mà rất nhiều anh chị đầu tư tốt nè, bảo em ơi là anh đi mua nhẫn kim cương với cả mua vòng kim cương các thứ. Thì nó là một cái tốt cho PNG trong năm 2022 và trong rất nhiều năm tới. Việt Nam của chúng ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh và thu nhập của người dân sẽ càng ngày càng tốt hơn. Thì nó là một cái điểm tựa tốt cho PNG. Bên cạnh đó thì PNG năm vừa rồi cũng đã triển khai thành công cái ERP, nó cũng nâng cao được cái hiệu quả hoạt động. Rồi ngành bán lẻ trang sức ở Việt Nam cũng tăng trưởng rất là tốt như em vừa nói. Cộng với đó là PNG là doanh nghiệp đầu ngành, họ có thương hiệu, họ có lợi thế cạnh tranh về đội ngũ thợ kim hoàn, sản phẩm họ rất là tốt, rất là đẹp. Thì em nghĩ đó là những cái lý do mà em lựa chọn cổ phiếu PNG, tức là phục hồi và những cái lợi thế tăng trưởng của họ. Nhóm ngành thứ hai mà em lựa chọn cũng là một nhóm ngành ảnh hưởng trực tiếp bởi Covid-19. Và nhóm cổ phiếu này thì gần như là một trong những nhóm cổ phiếu hiếm hoi không tăng trên thị trường chứng khoán Việt Nam 2 năm qua, thậm chí còn giảm. Đó là nhóm cổ phiếu của ngành dịch vụ hàng không. Trong ngành hàng không thì thường nhà đầu tư mới thì thường nhắc đến những cái doanh nghiệp mà chúng ta thường biết, chúng ta thường đi máy bay, dịch vụ của họ, ví dụ như là Vietnam Airlines hay là Vietjet. Nhưng với quan điểm của em thì em ưu tiên lựa chọn những doanh nghiệp trong ngành dịch vụ hàng không hơn. Đó là cái nhóm ngành mà họ có những cái độc quyền về điểm bán ở trong sân bay này, biên lợi nhuận của họ rất cao, tiền của họ rất nhiều, tài chính của họ rất là tốt. Thì họ sẽ trụ vững trong câu chuyện là dịch bệnh, và khi mà dịch bệnh đi qua thì họ sẽ phục hồi rất là nhanh trở lại. Họ mở cửa hàng trở lại, họ bán đồ ăn thức uống, họ bán đồ lưu niệm trong sân bay, rồi nhà ga bến bãi các thứ, thì em nghĩ nó khá là ok. Và trong dài hạn, qua năm 2022 khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh rồi, nhiều năm nữa thì hàng không Việt Nam vẫn là một ngành rất là tiềm năng và phát triển rất là mạnh. Thế thì trong nhóm ngành này thì em lựa chọn cổ phiếu, đó là cổ phiếu AST của dịch vụ hàng không Thăng Long Taseco. Em đánh giá khá là cao về cổ phiếu này, về tiềm năng phát triển của cổ phiếu này. Đó, quan điểm của em là em lựa chọn nhóm ngành hồi phục anh Vinh ạ. Em lựa chọn hai ngành bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh. Đấy, khi mà dịch bệnh đi qua thì nó sẽ phục hồi, đúng không ạ? Bán lẻ chọn PNG và dịch vụ hàng không chọn AST. Rồi, đối với anh Vinh thì còn nhóm ngành nào nữa để các anh chị nhà đầu tư có thể tham khảo và lựa chọn cho năm 2022 không ạ? Có lẽ là chúng ta quay lại một chút với cả cái ngành bán lẻ đi ạ. Tại vì là anh thì anh có một chút sự khác biệt về quan điểm một chút với cả Hưng. Đó là anh thấy rằng là những cái lập luận như là các cái cổ phiếu, các cái về số người giàu tăng lên và cái nhu cầu tăng lên, đúng, cái đấy là rất đúng. Tuy vậy là cái chúng ta có nên xem lại cái mức độ định giá của PNG hay không, đúng không? Tại vì là luôn luôn có những cái lời khuyên mà có lẽ là nó gần như là đi vào ăn sâu vào cái tiềm thức của các nhà đầu tư rồi. Đó là nếu như một doanh nghiệp mà rất tốt nhưng cái mức định giá nó quá cao thì nó sẽ có thể không phải là một cơ hội đầu tư tốt.
Nếu như là trong một cái xu hướng ngắn hạn thì có thể khi mà nền kinh tế được mở cửa một cách hoàn toàn thì những doanh nghiệp như P&G thì sẽ là những doanh nghiệp mà cái hoạt động kinh doanh có thể sẽ được tốt hơn. Tuy vậy là cái mức giá hiện nay theo Hưng là Hưng có đánh giá là nó có đang bị quá cao hay không? Quan điểm của em thì em nghĩ rằng là P&G thì trung bình P/E của P&G nhà đầu tư đánh giá về mức định giá trong vài năm qua nó nằm ở mức khoảng từ 15 cho đến 17. Rõ ràng nó là một mức P/E khá là cao so với mặt bằng chung của thị trường cũng như là so với mặt bằng chung của ngành bán lẻ. Ví dụ như MWG nó chỉ khoảng 13, 14 thôi. Thế nhưng mà đổi lại câu chuyện là gì ạ? P/E cao thì tức là gì ạ? Cái ngành đó nó phải hấp dẫn, cái doanh nghiệp đó nó phải hấp dẫn. Thì với cái sức hấp dẫn của ngành bán lẻ nói chung và ngành bán lẻ trang sức ở Việt Nam nói riêng, cái tiềm năng phát triển mở rộng thị trường của P&G và với cái giá trị rất là tốt của doanh nghiệp, nội lực rất là tốt, nội lực nội tại của doanh nghiệp rất là tốt, thì em nghĩ là cái mức định giá này khá là ổn. Và khi mà doanh nghiệp hồi phục trở lại thì em nghĩ là cái mức lợi nhuận nó sẽ quay trở lại so với thời điểm trước dịch và thậm chí nó còn tăng trưởng rất là mạnh nữa. Thì em đánh giá cổ phiếu P&G xứng đáng với mức giá khoảng từ đâu đó khoảng từ 100, khoảng quanh vùng giá 100 là vùng giá hợp lý của P&G. Em nghĩ là như vậy. Thì em vẫn lựa chọn cổ phiếu P&G với mức định giá này. Ok, vậy thì chúng ta cùng xem xét thôi. Còn ngành nào theo quan điểm của anh Vinh thì còn ngành nào nữa không ạ? Thêm hai ngành cơ bản nữa mà thực ra là hai ngành hay được nói đến nhiều trong cái giới đầu tư chứng khoán, đó là đầu tiên là ngành ngân hàng, Ngân đúng không? hàng. Có lẽ cũng là một cái ngành mà ngành ngân hàng có lẽ là cái ngành mà đang mang lại cho rất nhiều nhà đầu tư cái gọi là sự Lo tiếc lắng. nuối. Đang đúng rồi, đang 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 buồn khi mà rất nhiều nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu ngân hàng mà không thoát ra để vào nhóm cổ phiếu bất động sản hay là nhóm chứng khoán, đúng không ạ? Tuy vậy là trên quan điểm là đầu tư dài hạn thì anh vẫn tin ngành ngân hàng là một ngành có cái tiềm năng tăng trưởng rất lớn, bởi vì như chúng ta biết là cái sự phát triển của nền kinh tế, đúng không ạ, nó luôn luôn phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn, và nguồn vốn từ đâu, gọi là từ ngân hàng, đúng không ạ? Thế thì với những nhà đầu tư mà có cái sự gọi là có cái khả năng chờ đợi hay là chờ đến cái dòng tiền vào cái nhóm ngành ngân hàng thì có lẽ là cái sự phù hợp. Tất nhiên là chúng ta nếu như chúng ta vào khi mà dòng tiền đã bắt đầu vào rồi, đúng không, thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà dòng tiền nó vào thật hay là dòng tiền nó chỉ vào một vài phiên rồi cũng nó lại rút ra khỏi cái ngành đó thì chỉ có sau đó thì chúng ta mới biết thôi. Khó đúng không Nhưng anh? ngân hàng Rất khó. là một cái ngành mà anh cho rằng là cái ngành đấy là cái ngành sẽ có cái tiềm năng tăng trưởng dài hạn và ngành xứng đáng để cho nhà đầu tư có sự kiên nhẫn có thể là mua và nắm giữ trong dài hạn, không chỉ là năm 2022 đâu mà là ngăn những năm tiếp theo nữa. Còn tất nhiên trong bất kỳ ngành nào cũng vậy thôi, chúng ta phải biết lựa chọn ra những cái doanh nghiệp mà tốt, có thể không phải là doanh nghiệp đầu ngành, có thể không phải là doanh nghiệp đầu ngành, nhưng mà chúng ta khi chúng ta đi vào phân tích, chúng ta nhìn thấy cái tiềm năng tăng trưởng của họ dựa trên những cái nền tảng nhất định, thì mỗi ngành kinh doanh thì họ sẽ có những nền tảng, đúng không? Và nếu như đặt ra một cái câu trả lời cho Hưng là ở ngành ngân hàng tại thời điểm này thì anh quan tâm đến những cổ phiếu nào, thì có lẽ là cái cổ phiếu đầu tiên mà anh đánh giá cao hay là doanh nghiệp đầu tiên anh đánh giá cao đó là Techcombank. Chúng ta vẫn nhìn thấy cái câu chuyện gọi là nổi trội của Techcombank trong chuyện là huy động vốn giá rẻ, giúp cho CASA rất là lớn, đúng không ạ? Thực sự là top đầu ngành và NIM cũng là lớn nữa, mặc dù là cái lãi suất cho vay ra của Techcombank là không phải là rất cao giống như là một số các ngân hàng bán thiên về bán lẻ. Thế nhưng mà với một cái nền tảng là chi phí huy động vốn thấp thì nó đã giúp cho Techcombank có một cái lợi thế cạnh tranh tương đối là bền vững đó, và anh tin là cái lợi thế cạnh tranh đó thì không phải ngân hàng nào cũng có thể muốn và có thể làm được, bởi vì là họ là cái người đi đầu rồi, họ là người đi đầu và họ đã chớp được một cái thời cơ là huy động, hay là chính xác hơn là có một cái lượng khách hàng rất lớn, đúng không ạ, và họ đã có cái lợi thế cạnh tranh rất là bền vững rồi. Đấy đấy là một trong những doanh nghiệp mà anh quan tâm trong ngành ngân hàng. Một doanh nghiệp khác thì có cái thiên hướng hơi khác một chút, đúng không ạ? Đó là ngành doanh nghiệp thiên về bán lẻ, mà cách đây cuối tuần trước thôi thì họ cũng đã tập trung làm cho một cái dự án, không phải là một dự án mà chính xác là một cái cuộc talk show với cả
SSI với cả Drone Capital và VTV. Thì đó là ngân hàng VIB, thì anh cũng đánh giá rất cao ngân hàng này về cái sự tăng trưởng của họ. Mình đặc biệt ấn tượng về cái chỉ số ROE cũng như là cái những cái việc mà họ là một trong những ngân hàng đầu tiên thuộc khối ngân hàng tư nhân hoàn thành cái 3 treo 2. Và thực sự là khi mà nhìn vào hai ngân hàng này thì anh tin rằng là họ sẽ là những ngân hàng mà sẽ mang lại cho những nhà đầu tư có cái sự đầu tiên là có sự kiên nhẫn đã, cái cơ hội gia tăng lợi nhuận trong tương lai rất là tốt trong trong tương lai. Và ngành cuối cùng thì anh muốn trao đổi trong ngày hôm nay có lẽ là cũng là một cái ngành mà đã mang lại cái sự hụt hẫng cho nhiều nhà đầu tư trong thời gian vừa Để em qua. đoán nhé, để em đoán nhé. Nếu mà hụt hẫng trong thời gian vừa qua có hai ngành, Rồi. mọi người hay nói là banh trứng thép, trứng thì cũng có tăng, thế Đúng thì rồi. chắc là ngành thép. Chính xác. Chính xác. Và rõ ràng là nếu mà nói về cái chu kỳ của ngành thép thì nó thì rất rõ, đặc biệt là những doanh nghiệp như là Nam Kim Hoa Sen, đúng không? Và cái khả năng là năm 2021 là năm đỉnh cao của chu kỳ với ngành thép là rất cao, đúng không? Tuy vậy là trong cái ngành thép thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý đến anh cả của ngành hay một gọi là doanh nghiệp lớn nhất trong ngành, doanh nghiệp luôn tạo ra những cái hoạt động kinh doanh hiệu quả trong rất là nhiều năm. Và với một cái doanh nghiệp mà tạo ra một cái chuỗi chuỗi sản xuất hay là hoàn thiện chuỗi cung ứng đúng không? Như Hòa Phát là cái doanh nghiệp mà thực sự là ngưỡng mộ. Và điều đặc biệt là với những nhà đầu tư mà đang đầu tư với cổ phiếu ngành thép thì có lẽ là anh chị ơi, các anh chị cứ kiên nhẫn, đúng không? Rồi dòng tiền nó sẽ phải vào lại, dòng tiền đầu cơ có thể nó sẽ phải rút ra khỏi những doanh nghiệp mà đang có cái mức độ định giá quá cao và nó phải trở về với những cổ phiếu mà hay là những doanh nghiệp mà hoạt động kinh doanh của họ thực sự hiệu quả, cái quản trị của họ thực sự tốt. Đấy thì đấy là doanh nghiệp cuối cùng mà anh muốn chia sẻ trong ngày hôm nay. Cảm ơn anh Vinh. Em cũng đã đưa ra hai ngành phục hồi từ dịch bệnh, đó là ngành bán lẻ và ngành hàng dịch vụ hàng không. Thế thì anh Vinh cũng chia sẻ thì nó cũng khá là giống với quan điểm của em ở một vài khía cạnh, thì em cũng xin phép chia sẻ. Thứ nhất, quan điểm của em về ngành ngân hàng. Rõ ràng là kinh tế bùng nổ phát triển thì ngân hàng là cái xương sống của nền kinh tế, đầu tư dài hạn rất là tốt. Không ai có thể chối cãi cái việc là ngân hàng là cái xương sống của nền kinh tế cả. Trong ngành ngân hàng thì nếu như để lựa chọn cổ phiếu thì có lẽ em, đây là ý kiến em trùng với anh, em lựa chọn cổ phiếu Techcombank, cũng là một cái cổ phiếu rất là xứng đáng để các anh chị đầu tư trong dài hạn. Và em cũng rất đồng ý với anh Vinh là ngân hàng là một ngành đầu tư dài hạn. Tuy nhiên thì cũng có một lưu ý cho anh chị quan tâm đến cổ phiếu ngân hàng là trong năm 2022 thì nếu như các anh chị có dòng vốn ngắn hạn, tức là trong một vài tháng của năm 2022 thôi, thì có lẽ là ngân hàng nó cũng sẽ không thể nào tăng đồng loạt và tăng mạnh như trước nữa. Lý do bởi vì là lợi nhuận nó sẽ bị ảnh hưởng khi mà đến quý 2 của năm 2022 thì các cái chính sách về cơ cấu nợ của ngân hàng nhà nước sẽ không như bây giờ nữa, tức là nợ xấu rồi ảnh hưởng của Covid nó sẽ ảnh hưởng một phần. Nhưng khẳng định lại là trong dài hạn thì ngành ngân hàng vẫn là một ngành rất là tốt để chúng ta đầu tư. Còn đối với quan điểm của ngành thép anh Vinh đưa ra thì theo quan điểm của em thì em đồng ý là đối với ngành thép thì anh cả HPG là cái cổ phiếu đáng quan tâm và đáng đầu tư bậc nhất. Rất nhiều nhà đầu tư so sánh Hòa Phát với cả các doanh nghiệp khác trong ngành thép, nhưng quan điểm của em thì chắc là đối với ngành thép thì Hòa Phát là cái doanh nghiệp số 1 và ở Việt Nam có lẽ là không không có đối thủ xứng tầm để so sánh. Tuy nhiên thì có một cái lưu ý đối với quan điểm của em là nếu như đầu tư vào Hòa Phát, thép cũng là một ngành có tính chu kỳ. Năm vừa rồi thì giá thép tăng cao rồi tăng trưởng rất là vượt bậc rồi. Để đòi hỏi năm 2022, thậm chí là năm 2023 mà tăng trưởng mạnh như năm 2021 thì khá là khó để có cái mức tăng trưởng vài trăm phần trăm như thế. Rất là khó bởi vì nhà máy cũng đã full công suất rồi, rồi giá thép nó cũng đã không còn nóng như trước. Thế thì đối với Hòa Phát thì quan điểm của em thì mua với mức giá ở thời điểm hiện tại khá là hợp lý. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng ta là dòng vốn dài hạn và em chờ vào Dung Quất 2, chờ vào năm 2024 và đặc biệt đó là với Hòa Phát em chờ vào cái mảng bất động sản. Chủ tịch Trần Đình Chính xác. Long đang triển khai một số những cái chính sách khá là hay đối với mảng bất động sản. Bên cạnh đó thì đến mảng container nữa cũng là một cái điểm cộng. Rồi Hòa Phát đang mua thêm các cái mỏ quặng, rồi Hòa Phát mua thêm các cái tàu với cái công suất lớn để tối ưu hóa cái chi phí. Cái này thì chắc là chúng ta sẽ nói kỹ hơn ở trong cái video về ngành thép, đồng ý không anh Vinh? Chúng ta Được. sẽ chia sẻ kỹ hơn.
đó là ngành thép và ngành ngân Anh hàng. cũng Và cái xin ngành anh bổ sung thêm một chút, anh bổ sung thêm một chút về cái ngành thép, hay là chính xác là bổ sung về Hòa Phát. Thì mặc dù là khuyến nghị nhà đầu tư là mua cổ phiếu này ở trong thời điểm hiện tại, tuy vậy thì cũng phải lưu ý thêm một cái là rất nhiều khả năng là Hòa Phát, lợi nhuận của Hòa Phát trong năm 2022 này nó sẽ giảm chứ không tăng đâu. Đó, anh không kỳ vọng nó tăng được. Còn có điều là tại thời điểm này thì anh theo cái những cái đánh giá đoán của anh thì anh thấy là vẫn còn khá rẻ, dưới góc nhìn của thận trọng là năm 2022 là lợi nhuận giảm chứ không thể tăng được đâu. Bởi vì là trong cả năm nay thì cái việc mà họ đã tận dụng được một cái thời cơ là giá thép tăng, mà trong khi là họ duy trì được cái biên lợi nhuận rất cao, đấy là nhờ họ có cái nguồn nguyên vật liệu đầu vào giá tốt, đúng không? Họ thực hiện các chính sách giá bán nó phù hợp. Thế còn thực sự là trong năm 2022 thì chúng ta sẽ không thể kỳ vọng là Hòa Phát tăng trưởng, nếu giữ được như năm 2021 đã là một điều rất thành công rồi. Đấy, đánh giá của cá nhân anh. đồng quan điểm với em đúng không anh Vinh? Đúng rồi. Thế nên là các anh chị nào mà đang đầu tư vào cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta bình tĩnh đúng không ạ? Chúng ta không quá vội vàng, chúng ta đừng 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 quá vội vàng và đừng quá lo lắng đúng không ạ? Nếu như chúng ta có dòng vốn dài hạn, mục tiêu dài hạn thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt. Còn dòng vốn ngắn hạn thì phải cân nhắc đúng không ạ? Và có lẽ là để kết thúc cái video về 2022 này thì chắc là em sẽ đưa ra một nhóm ngành cuối cùng, không biết anh Vinh có đồng quan điểm hay không, đó là ngành công nghệ thông tin. Trên cái phương diện là cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đúng không ạ? Chúng ta đang thay đổi từng ngày nhờ công nghệ. Và ở Việt Nam thì chắc là ai cũng phải thừa nhận FPT là một doanh nghiệp rất là tốt. Đúng không ạ? Chính Đây là xác. một doanh nghiệp rất là tốt và ở quan điểm của em rất là vững mạnh. Một năm tăng trưởng 15-20% không phải là khó đối với FPT. Và với những cái mà liên quan đến câu chuyện là chuyển đổi số này, liên quan đến câu chuyện là M&A một số doanh nghiệp là về chuyển đổi số ở Việt Nam như là Base.vn hay là Intellinet của Mỹ, rồi đẩy mạnh các cái sản phẩm made by FPT, thì em nghĩ rằng là FPT cũng là một cổ phiếu xứng đáng để đầu tư trong dài hạn. Có thể là một sự điểm đến nữa cho anh chị nào mà ưa thích sự an toàn cổ phiếu FPT. Thì không biết là quan điểm của anh Vinh thế nào về cái trường hợp cuối cùng này? Thực ra thì đúng là mình làm ở FPT, tuy nhiên là cũng chưa từng gọi là chưa từng bao giờ khuyến nghị khách hàng đầu tư cổ phiếu FPT. Thế nhưng mà vừa mới tuần trước thôi thì anh cũng xem cái báo cáo tài chính quý 3 của FPT thì thực sự là ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng vì làm sao? Vì đấy là cái tài sản của FPT thực sự là lớn hơn anh nghĩ rất là nhiều, trước nay thì chưa xem khi nào cả. Và thực sự là thấy họ cũng có rất nhiều cái chuyển biến trong năm 2021. Tuy vậy thì ở cái mức giá hiện tại thì anh vẫn kỳ vọng một chút là có thể là chúng ta sẽ mua được mức giá rẻ hơn, thấp hơn một chút. Còn rõ ràng là FPT đã tận dụng rất tốt cái thời kỳ mà Covid này và họ đã chuyển đổi số được rất nhiều, đúng không? Cái nền công nghệ của chúng ta đã thay đổi rất nhiều trong cái năm Covid, 2 năm Covid vừa qua. Và anh tin là nó sẽ còn tiếp tục tạo ra những cái động lực cho FPT trong những năm tới. Nhưng chốt lại là anh vẫn kỳ vọng mua FPT ở một cái vùng giá nào đó tốt hơn. Với anh Vinh Thì thì mức giá bao nhiêu là mức giá hợp lý cho FPT? thực ra thì anh chưa nhìn một cách sâu vào doanh nghiệp này, anh mới nhìn ở mang tính chất là bề mặt để tìm ra những cái điểm mà cần phải đánh giá thêm. Thế cho nên là anh chưa đưa ra một cái mức giá về để có thể khuyến nghị cho các anh chị nhà đầu tư trong cái thời điểm hiện tại. Ở quan điểm của em thì em là một người cũng ưa thích sự an toàn và FPT cũng là một sự lựa chọn trong cái danh mục Chính mà xác. em thường đưa ra. Thế Chính thì xác. trong quá trình phân tích và nghiên cứu của em thì em định giá và em đánh giá rằng cổ phiếu FPT xứng đáng ở mức giá hợp lý và tốt nhất có lẽ là ở vùng giá 85. Còn vùng giá 9x hiện tại thì nếu như chúng ta tích sản thì chúng ta có thể mua tốt, còn nếu như các anh chị kiên nhẫn ở vùng giá thấp hơn khoảng vùng giá 85 đến 95 thì nó vẫn là một khoảng giá khá là ổn để chúng ta có thể mua và đầu tư trong dài hạn 2022 mà thậm chí là rất nhiều năm nữa, thì em nghĩ khá là ok. Ok, chắc là chúng ta sẽ tổng kết lại. Đối với quan điểm của em thì em sẽ lựa chọn nhóm ngành phục hồi, đúng không ạ? Nhóm ngành bán lẻ, em đưa ra cổ phiếu PNG với mức giá 90-100, khoảng khu vực như vậy. Cổ phiếu AST với mức giá đâu đó là khoảng 5x, các anh chị có thể mua để đầu tư. Đối với nhóm ngành ngân hàng, em lựa chọn cổ phiếu Techcombank. Đối với nhóm ngành thép, em lựa chọn cổ phiếu Hòa Phát. Và đối với nhóm ngành công nghệ thông tin, em lựa chọn cổ phiếu FPT với vùng giá hiện tại khoảng 85 đến 9x. Anh Vinh thì anh có thể tổng kết lại cái danh mục đầu tư của anh Vinh không ạ?
Danh mục đầu tư mà anh khuyến nghị đó là cổ phiếu Vinhome cho nhóm bất động Bất động sản. sản. Cái mức giá mà anh mua thì sẽ là thấp hơn 84.000, và thực ra thì đấy là mức giá tối đa. Còn kỳ vọng là mua được ở dưới vùng dưới 8x, tức là khoảng 7x trở lại. Đấy là những cái vùng mua anh nghĩ là nó sẽ đẹp và nó sẽ an toàn cho nhà đầu tư. Tiếp theo là Techcombank. Techcombank thì anh thấy là cái vùng mà dưới 52 là cũng là rất tốt rồi. Và VIB thì ở cái vùng hiện tại thì chắc là nên chờ thêm một chút nữa. Hòa Phát thì có thể mua được luôn. Hòa Phát tất nhiên ở đây trên quan điểm với cả các anh chị nhà đầu tư chia sẻ Đồng ý ạ. là dài hạn chứ Đồng không ý. phải là ngắn hạn, tại vì là đây là những cái doanh nghiệp mà rất lớn và có thể hiện nay dòng tiền nó chưa vào, dòng tiền nó chưa vào đó, thì thành ra là nó sẽ chỉ phù hợp với những anh chị nào có thể sẵn sàng chờ đợi trong dài hạn mà thôi. Còn những anh chị nào mà thích T cộng đúng không ạ, thì rõ ràng là có thể nó sẽ không thể phù hợp với danh mục của anh chị được đó. Rồi, ngành chứng khoán VDS thì sao anh? VDS cũng là một doanh nghiệp tốt. VDS thì cũng Mua là mức giá hiện tại được không ạ? mua vùng giá hiện tại được. Mình giá hiện tại được. Rồi ok, chắc là anh em mình sẽ kết thúc video đầu tư năm 2022 ở đây. Hy vọng rằng là những thông tin chia sẻ của đầu tư NK và Rero chứng khoán có thể giúp cho các anh chị có thêm những cái góc nhìn, có thêm những cái cổ phiếu, có thêm những cơ hội đầu tư một cách hiệu quả hơn, bền vững hơn trên thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 và nhiều năm nữa. Nếu như các anh chị có những câu hỏi, có những chủ đề mà các anh chị quan tâm thì các anh chị hãy để lại ở dưới phần comment của video của hai kênh YouTube của chúng tôi. Thì hai anh em sẽ cố gắng là chia sẻ và giải đáp quý vị trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư rất là nhiều đã theo dõi video này. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Radio Chứng khoán và Đầu tư NK. Một nữa cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hẹn gặp lại trong các chủ đề tiếp theo. Xin chào!